Nhiều tiền để làm gì nhỉ? Nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Cho đến bây giờ mình cũng không trả lời được câu hỏi là nhiều tiền để làm gì? Thế mới đau. Nhiều khi có vừa tiền thôi lại còn biết làm cái gì. Bây giờ nhiều tiền để làm gì? Anh Kiên ơi, bây giờ nhiều tiền để làm gì nhỉ? Nhiều tiền để mua xe anh. Bây giờ rất là nhiều xe này mà anh lại hỏi nhiều tiền để làm gì? Nhưng mà ở đây lại có một con xe Đức này, rất đặc trưng của Đức này. Là một con xe Nhật này. Thì nhiều tiền thì mua xe nào nhỉ? Nhiều tiền thì cứ phải chọn Đức thôi anh. À, chọn Đức à? Nhiều tiền là phải chọn Đức rồi. Rất nhiều tiền thì sẽ chọn thoải mái, nhưng mà nhiều tiền thì phải là cân nhắc. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái chủ đề nhiều tiền mua xe Nhật hay là xe Đức. Bởi vì trong thời gian làm việc với Kiên ấy, cũng như các phản hồi của các anh em ấy, thì cái câu hỏi là chọn xe Nhật hay chọn xe Đức là một cái chủ đề rất xôm. Thì hôm nay mình rất muốn hỏi Kiên ở cái góc độ là người bán hàng, tư vấn bán hàng cho rất nhiều người rồi, có thể nói là cực kỳ nhiều người, thì mình muốn hỏi xem là khách hàng, ở cái góc độ khách hàng, ở góc độ tư vấn cho khách hàng. Vâng. Cái sở thích đấy như thế nào? Cái câu hỏi đầu tiên là mình muốn hỏi Kiên ấy là khi mà mua xe ấy, thì về cái vấn đề giá bán, rồi cái giá trị mang lại và cái vị trí địa lý của người mua thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc quyết định chọn một chiếc xe Nhật hay một chiếc xe Đức? Câu hỏi của anh rất là hay ở cái là vị trí địa lý. Đúng là cái câu này thì nó sẽ là ảnh hưởng tới nhiều việc quyết định mua xe. Ví dụ như anh ở những cái chỗ mà vùng núi, vùng đồi núi, địa hình xấu, thì việc mà anh chọn một chiếc xe Đức thì nó lại là một cái việc gì đấy sẽ khó khăn hơn cho anh trong quá trình sử dụng sau này. Ngược lại thì những cái địa hình, địa lý như thế thì lại những cái chiếc xe Nhật lại chiếm trọn ưu thế. Còn khi mà một chiếc xe mà anh đặt ra là giá trị sử dụng và giá trị hình ảnh thì nó lại là khác nhau. Tất nhiên là cái vấn đề mà xe Đức và xe Nhật là một cái vấn đề muôn thuở từ bao lâu nay. Rất nhiều hãng trên thế giới cũng như là những cái cuộc tranh luận kể cả thế giới, Việt Nam thì đều là rất là gay gắt trong cái vấn đề là chọn xe Đức hay là chọn xe Nhật. Đấy, thì đứng ở góc độ em là người bán hàng tư vấn cho mọi người khi mà lựa chọn xe cũ thì mình cũng phải tùy vào cái mục đích của họ khi mà mua xe, với mục đích là gì. Nếu mà họ mục đích là để công năng là đi lại không nhiều, sử dụng cho cái vấn đề làm công việc làm ăn, rồi hình ảnh, rồi thì cái độ an toàn thì họ sẽ chọn là những cái chiếc xe Đức. Còn khi mà những cái chiếc xe mà người ta cần sử dụng đi lại nhiều, chi phí bảo hành bảo dưỡng ít và bền bỉ thì họ lại chọn chiếc xe Nhật. Thế thì cái câu chuyện đấy cũng rất hay, là mình cũng có một anh bạn, anh ấy làm về cái ngành khai khoáng mỏ. Thì ban đầu anh cũng lựa chọn xe Đức. Tự nhiên một cái mỏ bốc lên là nhiều tiền, chứ không phải nhiều tiền như mình. Rất nhiều tiền thì đóng ngày còn xe Đức. Nhưng mà sau một vài năm thì lại GX470, thời đấy cách mấy năm ấy. Đấy, mà cái mấy năm này GX bảo, hỏi ra vì sao bảo chi phí bảo dưỡng nó thay thế rẻ. Bởi vì đi vào nhiều đường xấu thì nó hỏng. Lách nó vô địa hình rồi. Còn nếu mà đường mình mà cứ như autobahn thì xe Đức thì đương nhiên rồi, đúng không? Xe Đức đương nhiên. Có một cái cặp trời sinh mình muốn hỏi, đấy là dòng Camry. Và Camry là dòng D, platform là D của dòng xe Nhật. Nhưng giá nó lại khá tiệm cận với những cái dòng C của Mercedes. Đó. Thì cái việc khách hàng cân nhắc giữa Camry hay là C thì nó như thế nào? Cái sự lựa chọn này thì cũng là làm đau đầu rất là nhiều người. Với giới trẻ, nhất là những cái một vài năm trở lại đây thì những người trẻ người ta sử dụng ô tô rất là nhiều. Và những các bạn trẻ đấy thì thường có thiên hướng là chọn những chiếc xe Đức hạng C. Nó thứ nhất là khá là vừa tiền, nó cũng chỉ bằng một chiếc Camry Q khi mà anh mua lại. Cái thứ hai đó chính là cái khi mà những cái bạn trẻ sử dụng những cái chiếc xe Đức ấy, thì các bạn ấy hướng tới là cái hình ảnh của mình, nó xuất hiện nó rất là gọi là trẻ trung và rất là gọi là thành đạt. Và có một cái gì đấy gọi là khi mà đi xe Đức thì bước xuống anh đeo chìa khóa nó sẽ khác là anh đeo một chiếc Camry rồi. Giống như kia đấy, bước xuống Mercedes là kiểu một đôi giày LV, một cái thắt lưng Hermes hay là LV gì đấy, đúng không? Mình chỉ giày chợ đầu xuân thôi, mình cứ Camry cho lành, già rồi. Đúng rồi. Còn khi mà anh sử dụng với mục đích là bền bỉ, lâu dài, và những cái người gọi là đứng tuổi, thường là trên 30 thì họ lại có xu hướng sử dụng những chiếc xe Nhật hạng D. Mình rất chứng kiến rất nhiều cuộc mua bán của các bạn trẻ rồi, khá nhiều đấy, là thậm chí có khoảng 30-40% tiền thôi, xuống chốt Mercedes luôn. Đúng rồi. Thậm chí là 600-700 thì chốt GLC. Đúng rồi. Sau đấy ngân hàng. Đúng rồi. Thu nhập người ta ổn định. Đúng rồi. Mua cái xe đi cho sướng. Hình ảnh tốt đúng không? Đúng rồi, hình ảnh quá ok luôn. Logo. Chính xác. Đấy, thì nó cũng là mang lại cái giá trị hình ảnh. Đúng rồi. Cái... mỗi cái dòng sản phẩm thì nó sẽ mang lại cái giá trị khác nhau, và tùy vào mục đích công việc, tùy vào vị trí địa lý, vân vân. Và tệp khách hàng khác nhau thì người ta sẽ chọn những cái xe Đức hoặc là xe Nhật. Và cụ thể ở đây là mình muốn hỏi thêm về cái giá trị hình ảnh mà khi mà đi xe Đức và đi xe Nhật đấy. Mình là cái thế hệ có thể nói bây giờ nó là 8X đời đầu rồi, hơi cũ rồi. Đúng rồi. Thì nó lại thiên về những cái gì nó trầm trầm một tí. Đúng rồi. Cái giá trị hình ảnh thì xe Đức nó chắc chắn là miết phải bàn rồi. Anh bước xuống từ một chiếc BIM năm 20, anh bước xuống từ chiếc Audi A4, anh bước xuống từ chiếc Audi A6. Nó sẽ khác hoàn toàn với việc anh đi bước xuống từ chiếc Camry Q. Q là chiếc Camry đỉnh nhất thì anh bước xuống nó cũng khác rồi. Đấy. Nếu mà so sánh như thế thì anh phải bước xuống từ Lexus. Lexus nó sẽ khác. Khi mà Lexus cũng vậy, người trẻ người ta cũng sẽ không thích cái chọn Lexus. Thì thường là những cái người đứng tuổi, họ đã sử dụng qua rất là nhiều loại xe rồi, thì họ sẽ thường là chọn Lexus. Có, đấy cũng có, tức là rất nhiều khách hàng, bởi vì có rất nhiều khách hàng có sở thích khác nhau, có nhu cầu khác nhau, vân vân. Thì tất cả các hãng này nó mới đang phát triển mạnh như vậy. Đúng rồi. Còn nếu mà không đáp ứng được đúng nhu cầu là rõ ràng là sẽ không còn, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì thực ra cái hình ảnh của Toyota hay là của Lexus, đấy, Lexus thì rất nổi tiếng ở Mỹ rồi. Đúng rồi. Cái câu chuyện thành công của Lexus thì quá nhiều nhà phân tích, nhưng mà bây giờ phân tích chính xác như nào thì cũng không phân tích được đâu. Đúng rồi ạ. Còn Toyota thì thành công ở thị trường châu Phi này, ở thị trường Mỹ này, và châu Á Thái Bình Dương. Nhưng châu Âu thì là gần như là quá kém luôn. Đúng rồi. Và châu Âu cũng ngược lại. Châu Âu bây giờ các hãng xe châu Âu là đang đánh chiếm thị trường châu Á cũng rất là mạnh. Đúng rồi. Có nhiều cái lực lượng gì đó súng ống đầy mình ấy, là cứ Land Cruiser với cả Hilux ấy, thì nó phải có những cái. Ngày xưa mình có xem một cái đoạn quảng cáo khá là hay, tức là hình ảnh một chiếc xe Toyota nó bị hỏng ở giữa đường, thì một cô gái đứng xuống vẫy xe và hai vợ chồng đi qua, thì người vợ định xuống cứu nhưng người chồng không cho xuống và đi qua, thì sau đấy cô gái, sau khi đi qua thì cô gái biến thành cái hình ác quỷ. Tức là cái hình ảnh đấy ý muốn nói rằng Toyota thì không bao giờ có hỏng. Hay là một cái câu chuyện của Top Gear. Top Gear khi mà Jeremy Clarkson các kiểu ấy là sang Namibia là viết một cái câu đầu tiên rất là hay, là ở những nơi mà hơi không khí còn nóng hơn những hơi thở, đấy, nước còn nóng hơn những giọt mồ hôi gì đó, mình nhớ rất nhớ câu chuyện đấy, thì ở nơi đó là có Land Cruiser. Thì đấy là cái giá trị, đúng không? Nó nói về cái vị trí địa lý. Đúng rồi. Châu Phi rất khắc nghiệt. Đúng rồi, đúng rồi. Họ không cần đi nhanh. Đúng rồi, chính xác. Rồi, câu hỏi thứ 3 cũng rất được quan tâm, về thiết kế, tiện nghi, cảm giác lái và độ an toàn. Cái câu hỏi này nó có 4 tiêu chí: thiết kế, tiện nghi, cảm giác lái và độ an toàn về... giữa xe Nhật và xe Đức. Về thiết kế thì lúc nào thấy người Đức phong cái thiết kế của người Đức là luôn luôn thay đổi và luôn luôn đi trước. Thì cái thiết kế thì mọi người mà thích cái sự trẻ trung, hiện đại và sang trọng thì chắc chắn là xe Đức đã là chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Mình vừa nói, mình vừa đi ngắm lần trên đầu cho nó chất, cho nó rõ ràng. Đó. Hai hình ảnh. Giá thì BIM 5 và Camry là không so sánh được, nhưng mà platform đúng rồi, chính xác, cùng là hạng D. Đúng rồi. Đấy. Thì cái giá trị hình ảnh thì chắc chắn là rồi, thiết kế thì chắc chắn là người Đức người ta luôn đi trước người Nhật một bước. Cái phong cách của người Nhật thiết kế đó chính là một cái gì đấy nó thiên về cái sự đơn giản, thiên về sự bền bỉ và vận hành. Đấy là cái của xe Nhật. Còn nếu mà nói về cảm giác lái, khi mà so sánh cảm giác lái trong cùng một phân khúc thì nó cũng rất là khó để so sánh. Ví dụ như bây giờ anh đi Camry Q chắc chắn sẽ sướng hơn Mercedes cùng bằng tiền. Nhưng cái điều đấy là điều chắc chắn luôn. Camry Q nếu mà anh đi bản form mới như thế này, Camry Q 2.5 thì chắc chắn hơn C200 là cái chắc. C200 thì có một cái gì đấy nó hơi gọi là như nào nhỉ? Gọi là vẫn hơi ồn, vẫn hơi gọi là yếu một chút. Nhưng mà nếu mà xét về cái hiệu năng và mức độ tiết kiệm nhiên liệu thì Mercedes nó lại chiếm ưu thế. Mercedes rất là tiết kiệm. Cái công nghệ của người Đức làm những cái chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu rất là tuyệt vời. Còn cái sự bền bỉ thì lại là của xe Nhật. Rất là người ta rất là trau chuốt trong cái sự bền bỉ và cái vận hành lâu dài. Đấy. Về cái độ an toàn, thực ra cái độ an toàn này thì mình nghĩ là có các cái tổ chức đánh giá rồi. Đúng rồi, đúng cái độ an toàn thì với lại không ai mong muốn khi mà mua một chiếc xe về để thử nó có an toàn, nó có nổ túi khí hay không, rồi nó có chết người hay không. Thì cái vấn đề an toàn là những cái vấn đề là thường là sẽ được kiểm định trước khi bán ra. Nhưng mà người ta vẫn thường nói là khi mà đi một chiếc xe Đức mà bị tai nạn thì cái vấn đề thân vỏ rồi cái vấn đề an toàn thì xe Đức cũng vẫn chiếm ưu thế hơn. Chiếm ưu thế hơn, đúng không? Được kiểm nghiệm thực tế bởi người dùng hơn. Tức là về để mà nói về chiếm ưu thế tuyệt đối thì chắc chắn là không, bởi vì nếu ông Nhật ưu thế tuyệt đối thì sẽ không còn ông Đức, mà ông Đức ưu thế tuyệt đối thì cũng không còn ông Nhật. Đúng vậy. Mà bây giờ các hãng xe, ví dụ như là những hãng xe sang như cả Mercedes chẳng hạn, nó sẽ đưa ra những cái dòng xe phân khúc chớm về ngấp nghé về cái mức của Camry để lấy thì phần khách hàng. Đúng bởi rồi. Vì phân khúc của Camry đấy khách hàng rất nhiều. Đúng rồi ạ. Tại thì sao tôi phải đi đánh với cả BMW với cả mấy ông kia? Đúng rồi ạ. Mấy ông kia chỉ có lanh quanh 1.000 gì đấy, đúng không? Đúng rồi. Tổng lại hơn 1.000. Đúng rồi. Trong khi Camry một năm bán bao nhiêu, mấy chục ngàn. Đúng rồi. Lấy ông này thì hơn. Nhưng ngược lại ông Camry cũng muốn làm hình ảnh sang hơn để lấy tiếp được khách hàng phân khúc hạng sang của tất cả các ông còn lại. Chính xác. Đấy là cái câu chuyện rất hay. Vâng. Và điều đấy thì mình cũng có lợi một chút. Một là về giá, hai là về tiện ích. Đúng rồi. Đó. Tức là mọi người có đa dạng sự lựa chọn trong cùng một tầm tiền. Đấy. Và có một cái là mua xe rồi, đúng không? Vâng. Có nhiều tiền, nhưng cái chi phí sử dụng mình cũng phải nghĩ. Bởi vì có nhiều tiền và có rất nhiều tiền nó khác nhau. Đúng rồi. Và rất nhiều tiền nó cũng khác nhau. Cái này là cái rất là quan trọng khi mà lựa chọn một chiếc xe cũ. Anh để ý là Mercedes thường sử dụng sau 3 năm người ta sẽ bán đi, mua một chiếc mới. Còn Camry sử dụng sau 3 năm thì nó không có một cái vấn đề gì quá nghiêm trọng để người ta phải bán đi và người ta vẫn sử dụng chiếc xe đấy về lâu về dài. Đấy là cái vấn đề rất là quan tâm khi mà mua một chiếc xe cũ. Khi mua một chiếc xe cũ thì cái vấn đề xe Đức hay xe Nhật thì chắc chắn là xe Nhật sẽ được chiếm ưu thế hơn sau 3 năm sử dụng. Rồi. Sau 3 năm sử dụng em cứ tính trung bình là một năm anh sẽ đi khoảng 2 vạn km. Thì là Mercedes, xe Đức sẽ là 6 vạn và xe Nhật cũng là 6 vạn. Thì sau 3 năm sử dụng thì cái chi phí bảo dưỡng rồi chi phí bảo hành của xe Đức lúc đấy nó sẽ cao hơn chi phí bảo hành của xe Nhật. Xe Nhật nếu mà anh chạy 5 đến 6 vạn km thì nó rất bền bỉ, cái hệ thống treo của xe Nhật nó rất là bền. Và cái kể cả máy móc cũng thế, thì anh hình dung là nếu mà sau 3 năm sử dụng xe Nhật gần như cái chi phí sử dụng của nó rất ít. Nó chỉ có thay dầu, thay lọc, những cái phụ tùng đơn giản ở phần cầm để cho chiếc xe nó vận hành tốt hơn. Rồi. Nhưng với Mercedes hoặc là với những cái chiếc xe Đức thì sau 3 năm sử dụng anh sẽ cần phải chăm chút và cầu kỳ hơn rất là nhiều. Nếu mà anh làm ở trong hãng thì anh sẽ thực sự là ái ngại với cái bảng chi phí bảo dưỡng định kỳ. Còn nếu mà anh làm ở ngoài thì tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn và nó sẽ tối ưu hơn. Rồi. Thì cái đấy mọi người cũng phải cân nhắc là khi mà mua lại xe cũ Đức thì mình cần phải xem là một năm tới nó sẽ ngốn bao nhiêu của mình, cái chi phí khoảng bao nhiêu. Em đang chưa tính cái giá trị lỗ sau một năm sử dụng, nhưng mà cái vận hành ấy, đấy, ví dụ là anh mua chiếc xe 6 vạn thì chủ cũ đã làm ở cấp 6 vạn chưa, mình về mình có phải làm gì không, mình có bị ngợp quá so với cái số tiền đầu tư không. Ví dụ anh đầu tư là 1 tỷ 1 mua một chiếc Mercedes 25, nhưng mà ví dụ mà mình làm, em đang tính là bảo dưỡng tối ưu nhá, không làm trong hãng nhá, mình làm mất khoảng 20 đến 30 triệu thì đấy là một con số chấp nhận được để mình sử dụng cho một năm cho đến 1 năm rưỡi tiếp theo, thì đấy là một con số chấp nhận được. Còn với một chiếc Camry 215 thì anh làm chắc không quá đến 10 triệu tiền bảo dưỡng. Không, cái đấy mình biết, cái đấy mình biết. Đấy, thì mọi người cũng cân nhắc xem là cái mình đi ít hay đi nhiều và cái chi phí bỏ ra trong một năm sử dụng mình có chấp nhận được hay không. Đấy, cái đấy là cái em nghĩ đấy là cái câu chuyện là mình cũng có biết một anh, nói chung bây giờ nói về câu chuyện để mua một cái xe vài tỷ thì nó cũng không phải là quá khó khăn. Đấy là một câu chuyện rất thật ở cái nền kinh tế của Việt Nam bây giờ, có rất nhiều luôn. Nhưng mà cái thời mà sắm đồng loạt đồng phục X5 ấy, đến cái năm mà anh ấy bán lại, mình nhớ không nhầm, cách đây khoảng 4 đến 5 năm thì cái giá anh bán đâu chỉ có khoảng 500 mấy thôi. Đúng rồi. X5 3.0. Đúng rồi, cái chi phí nó quá lớn, đôi khi làm người ta thực sự là nhiều khi chi phí người ta có thể chịu được những cái thời gian. Tức là đi một cái xe mà anh cứ hình dung là mình cứ lúc nào cũng phải sửa này, xong rồi lại quan tâm xem nó nay nó hỏng cái gì, mai nó hỏng cái gì, làm cho mọi người cảm thấy khó chịu và bực mình. Thì thường là đi sau 3 đến 4 năm thì thường là những người đi xe Đức người ta sẽ đổi xe. Đấy, anh ấy về cái câu chuyện là sau khoảng 5-7 năm gì đó anh dùng ấy thì đúng là cái chi phí dịch vụ bảo dưỡng cho cái xe nó cao, thế anh lại quay lại xe Nhật. Đúng rồi. Hay lại quay lại xe Nhật. Vâng. Nhưng mà cũng ngược lại có rất nhiều người lại mua những cái xe Nhật như xe Đức như khoảng 7-800 ấy. Đi cứ vài tháng lại đảo một con. Đúng. Thì người ta chấp nhận chịu lỗ. Đúng rồi. Nhưng cái mà đấy là vì cái công việc. Vâng. Vì cái công việc của người ta. Cái đấy cũng sở thích nữa. Ví dụ bây giờ tầm 800 hơn một chút, anh có thể mua được Bim 320, 12, 13. Anh đi một vài tháng xong anh lại đổi. Sở thích. Cái anh cũng không phải bảo dưỡng gì nhiều. Đúng cái chi phí nó cũng không quá lớn. Xong rồi đổi đi bán lại, xong rồi lại được trải nghiệm. Chính xác là được trải nghiệm. Và cái câu hỏi cuối cùng mà mình muốn hỏi Kiên ấy là cái giá trị bán lại. Vâng. Đây là cái vấn đề mà mình nghĩ ở tại thị trường Việt Nam, mình đang nói câu chuyện ở Việt Nam thôi, rất được quan tâm giữa xe Nhật và xe Đức. Câu hỏi này cũng rất là hay, bởi vì nhiều người khi mà mua xe Đức thì xe Đức cũ thì mọi người thường quan tâm đến đi sau 1 đến 2 năm trải nghiệm thì nó sẽ lỗ như thế nào. Đấy, thì để lật lại trước khi vào vấn đề giá của xe cũ thì chúng ta đề cập đến giá mới khi mà mua đi. Thời điểm 2015 em lấy so sánh luôn con C và con Camry Q cho nó dễ. Bởi vì là thời điểm 2015 thì anh mua giá Merc đâu đó là lúc ấy là mới ra form 2015 là 1 tỷ 390 mấy triệu. Coi thì tỷ tư. Cả đăng ký vào là mất 150 triệu nữa là 1 tỷ 550. Camry Q anh mua cũng vậy, cũng với giá đấy 1 tỷ 340, 1 tỷ 350, cộng với cũng khoảng 150 triệu nữa là 1 tỷ rưỡi. Cứ cho là hai chiếc xe có xuất phát điểm giá mới bằng như nhau, sau 3 năm sử dụng anh bán lại thì Camry anh sẽ bán lại được khoảng tầm 1 tỷ 1. 1 tỷ 1 quay đầu đối với những chiếc xe biển Hà Nội và chiếc xe đẹp. Trong khi đấy Mercedes anh bán lại cũng được giá đấy, từ 1 tỷ 1 cho đến 1 tỷ 100, đại khái là 1 tỷ, em cứ tính là trong giá trị trung bình là khoảng 1 tỷ 1. Thì rõ ràng là sau 3 năm sử dụng giá của Mercedes và giá của Camry Q mất giá như nhau. Thì rõ ràng cái việc tiệm cận cái mất giá giữa xe Đức và xe Nhật là nó đã thu hẹp lại tương đối là nhiều. Trước đây thì thường là mua xe Đức thì thường mất giá rất là lớn. Nhưng mà một vài năm trở lại đây thì có những cái ví dụ như là chính sách bia kèm lạc này, rồi mua lại bị cộng giá thì người ta chuyển sang mua xe Đức luôn. Đúng rồi. Và sau 3 năm sử dụng thì người ta nhìn lại là đúng là xe Đức thì nó cũng giữ giá như xe Nhật. Đó. Cái thứ hai là cái ví dụ nhiều khi là xe Đức ấy, mình thấy là dòng Merc chẳng hạn. Mình nắm rõ thông tin dòng Merc bởi tiếp xúc với nó nhiều. Đúng rồi. Thì mình thấy là nhiều khi mình thay một lọ dầu chi phí gần này, nhưng cái số km nó phải gấp đôi cơ. Nó là 10.000 km mới thay một lần. Đúng rồi. Nhưng mà xe Nhật thì 5.000 km thay. Đúng rồi. Đấy là cái chất lượng dầu nữa. Thế tính theo một cái chu kỳ thời gian thì đôi khi nó lại tương đương, nhưng mà chi phí mỗi lần bỏ ra mình nghĩ rằng nó lại là cao, đúng không? Ví dụ như GLC bây giờ 27, anh mua đâu đó loanh quanh tầm khoảng tầm 2 tỷ nhấp nhô một tí. Thì rõ ràng là sau 2 năm sử dụng, bây giờ là 2019 thì cái tiền lỗ nó cũng không quá lớn đâu. Anh cứ so sánh mà xem. Ví dụ xe mua mới là 2 tỷ 100 đâu đó là 2 tỷ 100 bao nhiêu gì đấy, gần 2 tỷ 2, thì đến bây giờ anh bán vẫn được 2 tỷ sau 2 năm sử dụng. Thì rõ ràng là cái việc sử dụng xe Đức và sử dụng xe Nhật thì rõ ràng là nó không chênh lệch nhau quá nhiều trong 3 năm sử dụng đâu. Đấy. Còn nếu mà sau 3 năm thì nó lại là một bài toán khác. Từ 3 năm đến 5 năm thì là một chu kỳ khác. Thì khấu hao của xe Đức thì nó lại sẽ lớn hơn của xe Nhật. Đó. Thì tùy vào cái nhu cầu của mọi người mua. Khi mà mua cái xe đấy được sử dụng sau 1 năm, 2 năm hay là 3 năm hay là sau 5 năm thì nó lại hoàn toàn khác. Vừa rồi có một bạn là bạn ấy nhắn cho mình, inbox cho mình là sau khi xem cái C300 AMG là quất luôn, mua luôn. Đúng rồi. Nhưng mà em mua đi khoảng 4 năm thì em lại đổi lên. Đúng rồi. Cái đấy là tiêu dùng rất là thông minh. Khi mà bất kỳ một hãng Merc nó ra xe mới thì mọi người mua luôn đợt đầu. Thời điểm này mua xe mới thì quá là tuyệt vời. Thứ nhất là đầu năm, thứ hai là lại được form mới. Mẹ rất là khôn khi mà ra cái form mới vào cái thời điểm này, bởi vì là anh sẽ sử dụng được những tháng là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, 10, 11, 12. Tính theo một date, ví dụ 2019 hay 2020 hoặc 2021 anh bán đi thì anh đã được sử dụng trước đấy là 8 tháng của một đế xe. Là câu chuyện đế xe đấy. Đúng rồi, câu chuyện đế xe đấy. Thì rõ ràng là thời điểm này thì mua xe mới của mẹ nó lại là một câu chuyện rất là hay. Và sau 3 năm nữa anh nhìn lại thì rõ ràng đấy là một sự lựa chọn có khi là đúng đắn. Rất hay. Thế thì ở đây là có 2 chiếc này, một chiếc Camry này, đây, một chiếc BMW. Thì mình dạo một vòng nhá. Xe này là đời 28 anh ạ. 28. Chạy 2000 cây, 28 đăng ký 29. Có một câu hỏi rất là hay là tại sao mà cái dòng xe lướt này nhiều khi chủ đi bán nhanh thế, người ta lo ngại điều gì đấy? Cái vấn đề mà vừa mua tại sao bán thì nó lại là một câu chuyện vô vàn lý do. Nhiều khi là chúng em đi vào mua xe cũng không được hỏi chủ, bởi vì là nhiều khi nhạy cảm. Họ đang cần tiền hoặc là họ đang nhà có việc thì người ta sẽ bán đi. Còn tuyệt đối là những cái xe mà vừa mới bán đi thì cái chuyện mà đâm đến nỗi mà người ta vừa mua người xong thì cũng có. Nhưng mà cái đấy thì kiểm tra nó rất là dễ. Và các bước kiểm tra thì hướng dẫn rất chi tiết rồi. Đúng rồi. Thực ra để mà nói về cái độ sang, nhìn trông nó đẹp. Camry đẹp đấy chứ. Đúng rồi, Camry sau một vài lần thay đổi thiết kế từ năm 2015 đến 2018 thì họ cũng đã thay đổi. Họ đã thay đổi để tiếp cận dần lên những cái đối tượng trẻ. Con này là bản 2.0 đúng không? Đúng rồi. Đợt mới ra nó bán là 900. Bây giờ giá là 940. 940. Vâng, và Camry chuẩn bị ra form mới. Camry chuẩn bị ra form mới. Và rộng nhờ. Vâng. Thực ra mình thấy cái dòng Camry ở Việt Nam ấy, họ thiết kế cái hàng ghế thứ hai rất là thông minh. Đúng rồi, rất là rộng rãi và ngồi nó thoải mái. Nhiều người đi xem là gọi là bộ kết luôn. Nhất là cái bản 2.5Q. Đúng rồi. Một cái bảng điều khiển ở đây. Đúng rồi, em đánh giá cao, rất là cao Camry 2.5Q. Rõ ràng là dành cho người ngồi sau. Vâng, đúng rồi. Mà quan trọng là nằm trong cái số tiền là hợp lý cho các cái không bị vượt khung. Đúng rồi. Sau mấy năm sử dụng thì Camry khá là giữ giá. Rồi bây giờ nhưng mà đây là một chiếc rất đặc trưng của Nhật. Đúng rồi. Nhưng nếu như nói về nhìn chi tiết tiểu tiết, những cái đường viền không loại được sẽ được. Đúng rồi. Người Đức rất là trau chuốt trong từng đường nét vẽ, từng cái thiết kế của họ. Họ vẽ đi vẽ lại rồi trước khi ra mắt rất là chi tiết. Tức là bằng mắt đẹp. Nếu như mà nhìn trực tiếp luôn là từng cái chi tiết là xe Đức vẫn chất. Đúng rồi anh ạ. Chất Đức. Ngay cả các thứ keo chỉ Hàn này. Đúng rồi. Rồi là nội thất chẳng hạn. Đó. Sau 3 năm chiếc sử dụng này 2016 à? Đúng rồi, xe Đức 26. Sau 3 năm sử dụng nó còn lại từng đây. Đấy. Sau 3 năm một chiếc xe rất đặc trưng, ô đô là bao nhiêu đây? 2/7 anh ạ. 2/7. Đúng rồi. Sau 3 năm sử dụng thì vẫn đẹp nhờ. Vẫn nói chung là vẫn còn tốt. Vẫn còn tốt. Đúng rồi. Hàng ghế sau. Nhưng mà hàng ghế sau Camry rộng hơn. Hàng ghế sau của Camry rất là rộng. Vâng. Camry 5 thì thiên về cảm giác lái, thiên về sức mạnh và thiên về cái phục vụ cho người lái hơn. Đạp đâu biết đấy. Vâng. Còn nếu mà để thiết kế nội thất về thứ thì mẹc vẫn là đẹp, rất đẹp. Mẹc lại về tiện ích đúng không? Đúng rồi ạ. Tiện ích màu mè phù hợp với châu Á. Dạ vâng. Rồi và thưa các bạn thì trong rất nhiều cái chương trình làm với cả Kiên ấy thì mình cũng giới thiệu luôn cái địa chỉ mà các bạn thi thoảng hay hỏi ở trên phần comment ấy, thì địa chỉ là ở 1B Nguyễn Chánh nhá, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại thì có ghi ở bên dưới. Kiên thì sẵn sàng tư vấn miễn phí với các bạn. Có thể mua hoặc không mua, hoặc có thể nhận tư vấn, cho nên các bạn cứ thoải mái đi, không phải là vấn đề PR hay cái gì đâu. Nói thật là như thế. Cái này em rất là ngại và rất là nhạy cảm, bởi vì là mua vừa bán tiền ở trong túi của các bạn, các bạn quyết định cuối cùng là của bạn. Và mua thì nhớ là các bước check đầy đủ nhất có thể, đặc biệt là về vấn đề về hợp đồng, về vấn đề pháp lý vân vân, là mua ở đâu cũng vậy đúng không? Đúng rồi anh ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Nhiều tiền nhá, nên đi mua xe cho sự thật. Vâng, xin chào.